cái map này nó có tên là Inch by Inch. Đáng lẽ là chúng mình chơi cái map số 1 đầu tiên, nhưng mà cái map chủ map chọn lại là cái thằng Yami Tuấn dở hơi, chiều sau nó lại chọn vào cái số 2, rất là vô duyên. Thì cái map này nội dung chơi của nó hơi giống cái môn thể thao bóng bầu dục, đúng không? Thì hai đối phương sẽ cùng nhau lao vào lấy một cái món hàng gì đấy, xong rồi xuyên qua nhau à, phải va chạm nhau đúng không? Giống như là bóng bầu dục đúng không? Bắn nhau luôn, như đụng nhau rồi bóng bầu dục. Thế thì thôi, mình phải chơi đúng theo bóng bầu dục ấy, là lấy nắm đấm thôi. Đúng không? Ok. Đấy, thế là no vũ khí. Rồi. Ok. No vũ khí, ok chưa? Rồi. Okay. Rồi, thằng chủ map khởi động này. Yo. Ok. Chú đi đi. À, cất súng đi, cất súng đi. Cất súng nhá. Tự giác cất súng. Ờ, công nhận cái áo cũng giống ở trong bầu dục thật. Ok. Bắt kẹt chứ không giữ à. Chơi. Đi. Chạy đi. Bỏ vũ khí đi Huy. Đấy, bỏ đấy. Yo. Ai à, kêu nhanh vào đánh tôi. Đạp. Huy. Đạp nó, kìa. Ok, tao bỏ tay đâu. Phải đều đánh tao. Tao có mất máu đâu. Tới. Đánh mất chết mẹ rồi này. Sao mất máu? Chết mẹ rồi. Tao không mất máu, ok. Đánh tao đi. Mày. Đánh tao đi. Bảo mày tao phải là người. Lấy hàng. Lấy đi. Đấm nó. Yes. Ủa? Sao ta? Đưa tới xong rồi. Đâu? Bóng bầu dục là phải đưa sang bên kia cơ mà. Chúng mày phải đưa sang bên bọn tao ấy. Để đưa rồi, Tuấn. Nó lại mang về của nó. Thằng này phản lưới nhà rồi. Té. Chết mà. Kéo. Đuổi nó. Sao lực? Ok. Không cất súng đi lực. Chờ nhắm nữa. Và ông lực ông chơi gì vậy? Ông lực chơi gì vậy? Vãi phải mang sang bên kia. Vừa nói xong bóng Huy. Chặn nó lại. Ây da, auto tránh ra. Đúng rồi. Thôi. Cứ đánh nhau đi. Đúng rồi. Còn Rote, còn Chami. Mày. Hãy đấm tao. Hãy đấm tao. Chạy đi. Đúng rồi. Phải lưới nhà mẹ rồi, à biết đâu không nhé. Không, tôi cũng phản lưới nhà. Mang sang bên kia mà. Phải mang sang bên kia để bán. Thì bên nó phải mang sang bên mình. Đúng không? Đúng rồi đấy. Chuẩn. Thì ai nói gì đâu. Đúng rồi, chạy đi Vi. Đấy, anh em bảo kê Vi. Chạy cả. Nga, thôi xong rồi. Đúng rồi, nhắc. Này. Đâu rồi. Tôi có rồi. Kiêu. Mang sang đây rồi, đang chạy. Kiêu. Ai là người giữ ta? Yeah. Ba lửa quá, mà. Ba cái lửa thật sự dưỡng cho. Ba mới được. Ờ, ba nó mới công bằng. Ừ. À thôi giờ một người làm trọng tài cho hai người kia. Ờ thế thôi, thế để okay. tôi đứng ở trên đó. Giờ bên kia nhặt được trước rồi. Yami đang có cái package chứ. Ủa, hiện tại Yami đang có bóng. Anh ấy về mẹ rồi. Anh ấy về mẹ rồi mấy ông kia mắt mũi chỗ đéo gì. Lái ghê quá mà. Rồi, đến Huy đi. Huy làm trọng tài, tôi có OT chạy không? Ông đi trèo lên trên đi. Bình luận đi. Nào. Đấm lực, đấm lực, cái vali. Lực. Chặt nó, lực. A Huy đang đấm giúp cứ liệt. Anh à, đấm chết rồi. Đấm chết rồi. Anh Lực đang về đấy, sao lại đấm anh Lực về gần tích kia. Sao lại đấm giúp cho anh Lực. Ô tê đâu, ô tê đâu. Ôi trời ơi, ô tê ngáo. Tôi có cái package chứ. Không, nó có, nó phải báo, nó có, nó sẽ báo. Ô tê bình luận đi, tôi việc khi ăn chạy. Thay phiên nhau. Đấm luôn, không đi rồi. Ê, sai cầm súng. Chết rồi. Yami sẽ chạy một mà thằng này nó nhanh quá. Nhanh lên. Ma. Ba đều. Ba đều rồi. Ok. Xem lại sao. Rồi giờ đến tôi, giờ đến tôi. Chạy đi, bỏ súng đi. Ờ hiện tại là anh Yami đang có bóng. Anh Yami bắt, anh Yami đấm. Anh vừa đấm mũi rồi. Hai thằng đấm. Hai đấm. Đấy rồi. Đấm đầu quá. Kìa, chạy đi. Anh Huy đang có bóng nhé. Về đích. Bóng bà. Rồi, giờ Huy bình luận đấy. Đây, tôi lên nhá. Ra đi, nhanh. Ya. Chạy đi OP, chạy đi OP. Chạy đi. Bãi hiệu.
Lolo. Rồi, 5-3. Ví dụ thôi, em ví dụ thôi. Ập vô. Mình chạy OT mấy ông kia tưởng thật. Mấy ông đấm. Quả thế nào. Chị ăn nhé, chị ăn nhé. Chạy. Đây tôi đây, tôi đây, tôi đây. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Thoát rồi. Sao đánh xuống ngoài đó. Có thể không xuống kìa, bắn. OT, đến OT, chạy đi, chạy đi. Ok. Vì bỏ rung rung thì bắn chết mà thôi. Lấy. Chạy đi, chạy đi. Không được rồi, tại sao? Chết là Tuấn nó có. Không, Tuấn nó có. Chạy đi. Đâm súng quá. Game dễ, phải lean. Chạy lên đây để làm sóc tay. Ok. Nhanh quay. Ơ, hết giờ. Yeah. Trời ơi, chơi 2-3 rồi. Tính. 2-3 chấp 2 bàn, tức là tôi thắng. Nope. Ô vãi. Thua đi. Liên quan vậy. Cái này là thiếu người làm sao mà biết được, đúng không? Để vào đợi. Như kiểu trước ngày ông thi đấu ông bị chấn thương thì cái đấy ai trách được. Đây có ở này có chia theo 4 team không? Không, này 2-2 bên. Chỉ chia hai bên à? Không thôi. Bầu bầu dục thì hai đội chứ làm gì mà bốn đội. Thế là chấp tôi hai viên đạn nhé. Vãi. Lên làm trọng tài lên. Chấp đây còn gì, nãy giờ để làm trọng tài còn gì. Ơ kìa, sao hai thằng làm trọng tài đi. Chết rồi. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, chạy đâu. Lắm. Ôi, chết rồi. Chết rồi. Má. Tôi tưởng Huy không ấy. Chạy nhanh lên. Thằng nào cả gan đụng vô cái vali coi. Đúng rồi, chạy đi, tôi đấm nó. Đúng rồi, chạy đi. Thằng Trang Vi nó canh ấy, Bên kia có người cản. Bên kia có người. Ấy. Đúng rồi. Đây. Đây chạy đi. Ôi, bây giờ một thằng hậu vệ là được quyền cầm súng đi, vậy đi. OT chạy. Đúng rồi, hậu vệ đây, lực chạy đi. Cầm súng đây. Hậu vệ. Mấy cái hậu vệ. Ê, cứu. Anh có rồi, đây rồi. Cứu. Đây rồi. Chạy đi. Lấy bóng chạy đi. Cứ Gabi có súng à? Rắc cản. Ok. Đi rồi. Tự nhiên bị đánh lại. Một người ở nhà, một người chạy lên. Okay. Lên làm trọng tài. Cứ. Một người thôi. Ai, tôi cầm súng nhau tên. Chỉ đạo lên đi. Cố lên. Cứ. Nhặt đi, đấm nhau. Nó lượm được rồi. Chạy đi. Qua hàng đá Tuấn rồi. Bây giờ có cách rồi, bây giờ một người làm trọng tài xong rồi bắn súng ra hiệu cả hai mới chạy. Đúng rồi. Thế thôi đúng hiệu. Đúng, được, như thế được. Bây giờ bắn sau nhá. Ai là trọng tài thì chạy lên trước nhá. vậy mới khó. Ấy sao bắn tao ao. Tao lực sao bắn tôi. À mày bắn rồi. Ơ, hậu vệ bắn ở đằng sau mà. Ông làm sao ấy? Không được bắn. Có bắn nhau được đâu. Chỉ bắn cái thằng ở đây thôi. Vậy ông cứ đâu rồi? Chiêu thay đạn, thế nào? Ôi giời ơi. Bây giờ trọng tài lên trước nhá, trọng tài trước bắn xuống cả. Được. Ai này này, ai chưa làm trọng tài? Để lại. Từ chưa được chạy. Ok, chạy luôn rồi. Để bắn xuống. Một kia nó chạy mẹ rồi. Chạy. Này, đứng lại. Đứng vạch nhá. Nào, chuẩn bị này. 1, xong chưa? Rồi. 1, 2, 3. Đi. Chạy đi. Chạy đi OT, tôi làm hậu vệ. Ok. Chạy đi. Mà lượm súng ngoài rồi. Cố lên. Cầm shotgun thôi, Javi ơi. Cầm shotgun thôi. Xong rồi. Shotgun thôi nha. Respawn. Gần thôi. Hiểu cứu đi, tôi đang lên. Okay. Chạy đi. Từ từ, đây. Từ từ, đây. Đang. Bắn cổ động thôi.
Trời ơi, trời ơi, thấy đạn bắn. Bắn. Ôi. Ấy chưa, chơi thế này mới cân bằng. Căng, căng. Rất là gắt, rất là gắt. Chạy zig zag không lái nào bắt được. Lái à? Tàu lái, tàu lái, tàu lái. Né, 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 né. Lực lên kìa, lực lên kìa. Xong rồi, tôi xong rồi. Bước qua cái dàn hậu vệ này khó lắm. Kia, kia. Ok, ok. Tiếp đi. Tiếp, 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 lực đâu? Cánh kia hỏng cánh rồi. Bắn, ơ, 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 phát. Bắn. Thế đó cái gì? Trọng tài, thế đó. Ai, ai trọng tài? À, thằng Chà Vi bắn trọng tài, mẹ thằng bất dậy. Bắn trọng tài, thế đó. Thằng Chà Vi bị phạt rồi, bỏ súng về. Bắn đi bắn trọng tài, bất dậy rồi. Bắn. Ba mươi bảy giây, 37 giây, nhanh lên, nhanh lên, 37 giây. Ai sẽ là người chiến thắng đây? What the fuck, lại trọng tài. À, cái đừng bắn trọng tài nữa, mẹ. Như chết thôi, nó chạy thôi, chạy thôi. Lên cao quá vậy. Không rồi, tiếp đi, tiếp đi. Trời rồi, để tôi trọng tài, để tôi trọng tài. Nhanh nhá, chạy, chạy lên nhanh nhá. Đứng, đứng chạy. 16 giây. 16 giây, chạy luôn, 16 giây, 16 giây. Chạy đi, chạy đi. Ôi, chạy luôn. Chạy luôn đi. Ai, súng, súng, súng kìa. Súng gì? Ai chết rồi. Woo. Sudden death kìa. Âu. Bọn này chơi bẩn. Bọn này chơi bẩn quá mà. Không có trọng tài đàng hoàng mà chơi bẩn quá. Ủa sao thôi á? Ủa thắng 2-3. Sao round loser mới một đều thôi. Một đều thôi. Để tôi, để tôi. Ông là trọng tài nha. Để tôi trước bắn tín hiệu lên. Đứng sát vạch nhá. Đây, để cả hai lên sát vạch trước này. Lên sát vạch màu. Lật bắn là lên chạy nha. Lật bắn là có lên chạy nha. Cất súng đây đã. Rồi, cắt rồi. Súng, súng 2 viên ha, cái khẩu súng 2 viên. Rồi. Lì đếm nhá, đếm nhá. Ok, ok. OT chứ. OT xem bọn nó đứng ở ấy chứ. Ngoài kia, ngoài vạch kìa. Không được lấn. Rồi, đếm đi. Rồi, ba. Ủa chưa? Bắn hả? Nhanh mày. Bắn rồi. Bắn hiểu không? Đấy nhá, để tôi lấy nhá, bảo kê, bảo kê đi. Hai người lấy, hai bên lấy. Ê! Đúng rồi. Hậu vệ đâu? Hậu vệ hả? Hậu vệ bất chấp không dùng súng để chạy lên. Có chiến lược, không hậu vệ. Ôi chết rồi, nó chết rồi. Trời ơi. Nó đi đây. Chết rồi, chết rồi, tôi phải đi về, tôi phải đi về. Ờ, em yếu, em yếu rồi, chạy đi, lầm, em yếu rồi. Ok. Ê, cái thằng cầm súng được quyền bắn hậu vệ nha. Vậy đi cho nó đều. U sâm bồn. Đây thôi. Vật vải. Đấm tiếp, bắn đi. Giang, giang kìa, hậu vệ bắn kìa. Bắn. Yếu rồi, bắn đi. Ê, nó sắp chết rồi, sắp chết rồi. Ôi, à, tôi sắp chết rồi, ông lên đây, ông lên đây tôi lại. Okay. Ông lên. Lục này, kiểu như một cầm súng đi, cầm súng đi. Được rồi, bắn cái người bên đó. Sao hai thằng cầm súng vậy? Sao hai thằng cầm súng vậy? Đâu, tôi vừa mới respawn mà. Vừa mới respawn. Âu! Hiểu béo nè, chạy à. Mẹ gì đấy, hai thằng cầm súng giật cả mình ạ, tổ sư. Lên đây, tranh thủ lên đi. Tôi dưới tôi thủ, yếu máu rồi. Kìa nó về, nó về rồi. Kìa, bên phải. Thấy nạn nhanh, Ôi kìa, ok. Tôi nhặt. Lên. Ôi, ôi, thằng này nó cầm, xịt ông ơi. Thằng này nó cầm súng hắn xịt. Thằng tuần nó cầm súng hắn xịt. Mẹ, cầm cái khẩu hai nòng thôi. Mẹ. Ngài lên, ai làm trọng tài lên tiếp này. Tôi, để tôi. Thằng tuần chắc bật vãi mẹ nãy rồi. Một người quay về. Cái gì chưa bắn mà, từ. Ơ? Hả, ông à? Tôi mà. Đây, từ. Quay về đây. Thằng tuần chơi bẩn vãi mẹ, nó bắn cái khẩu shotgun mẹ 8 viên, 6 viên nãy rồi. Được rồi, chạy lên trước nào. Từ từ nha, chưa xong. Về đi, về đi. Để tôi bảo vệ, Lui ra, rồi. À, chuẩn bị nào. Từ xem nha. 1, 2, 3. Lật rồi. Vâng, hiện tại trước mặt là Kian đang tiến lên.
cùng với Jammy Tuấn. Anh đã lấy được vali. Anh đã bị ăn đấm. Anh đã bị hàng tiền đạo đấm. Rất đau. Anh đã lách được sang bên trái. Anh vẫn bị đấm. Tiền đạo đấm rất đau. Úi rồi, liệu anh có sống sót con hồi qua vòng 2 không các bạn? Anh đã trèo lên. Rồi, anh đã né được 2 viên. Lách sang bên trái. Anh ta đâu rồi? Ngã. Anh ta bị đấm rất là lớn. Lên ở dưới nhá. Lên OT ơi. Ok. Rồi, thay vào vị trí tạ dạo là OT đang chạy, anh lách trái. Anh đang cố đấm lên cái viên. Ui ôi, lực kia viên bay. À, không phải. Tôi nhầm, đây là Jammy Tuấn. Hai thằng nó đang đấm nhau. Hai tiền đạo đều đấm nhau. Nó không cướp nữa, nó đấm nhau. Đấm nhau, quyết tử luôn. Hai anh hậu vệ đứng hai bên vẫn đang nhìn. Ôi, sao nó né anh nhỉ? Rồi. OT đã ra đi, Jammy đang cầm trong tay. Là đi ơi, là đi. Vali. Đây đang thủ tiếp đi. Anh thấu à? Anh đang lách được sang bên trái. Đúng rồi, anh ta đang đấm. Đấm rất nhiệt tình. Nhét đi. Lại thay vào đấy là lại OT. Anh ta phun máu. Anh ta phun máu, anh ta có lên được không? Không được rồi. Jammy đã lên được rồi. Anh ta đang đấu tranh, anh ta lách được rồi. Anh ta có vượt qua được phòng hậu vệ không? Tiếp đi. Anh ta chạy ra ngoài. Anh ta lên được 2 viên. Sao bắn trúng 2 viên rồi? Lên được 2 viên. 4 viên nữa. Ở đây lắc lắm. Ở đây bên cao mà. Để tôi làm. Ok. Rồi. Rồi từ nhá. Đây tôi đứng ở cả phía. Ở dưới ở trên đây. Thôi lên chạy trước thôi. Thấy là bên cao đấy nhỉ. Ok. Đếm. Ờ từ từ đã. Từ đây. Từ đã. Được rồi. Đếm đi. Bắn xuống đi. Thằng Giang Giang đã đi về. Tôi đứng canh mà cha. Nhanh đi. Không phải đi về. Phải đứng ở vạch. Không phải đi về. 37 giây hết xứ giờ rồi. 1. Hết giờ rồi. Rồi. Hiểu béo à. Anh vẫn nhặt được. Hãy chơi cái round 1 thôi đi. Mẹ. Nhục nhã thật. Súng trong tay mà bắn không chết. Mà tao thấy. Trời ơi bắn. Mà tao thấy OT chui dính 2 phát rồi không chết là sao? Tại OT lắc á. Ô thế lại đi, tôi làm trọng tài đó. Nãy tôi đang làm dở mà. Lên làm trọng tài đi. Làm đi. Ok. Nhanh nhá. Huy lên nha. Ok. Đừng ghi máy. Cất súng. Để tôi đứng lên hả? Rồi, chạy đi, bắn ra. Chưa. Anh đã lên đâu? Từ. Nào, bắn súng. Nhìn trọng tài đi. Nào. Đếm đi. Sao? Rồi, hai bên check. Rồi, 1, 2, 3. Lên nè. Vâng, hiện tại là anh tiền đạo, hàng tiền đạo đang tiến lên. Anh ta lấy được cái vali trước rồi. Anh ta đã chạy nghệ thuật, vâng, trèo, ăn một phát đấm rồi. Anh ta chạy, anh ta chạy ra ngoài. Nhưng mà liệu có qua hồi hàng hậu vệ không? Hậu vệ là khẩu súng 2 viên, rất đau. Anh ta trèo lên, ui giời, dính một phát thôi. Dính một phát đấm rồi. Anh ta sẽ bỏ mạng sớm thôi. chạy được rồi quá cố lên đi, liệu tao qua được không? Anh tao lách. lên đi được kiếm gì không? Giờ thay cho Huy là vị trí của OT. Em đang rẽ phải, anh ta đấm lại luôn. đấm lại được cơ biệt bỏ này được lên cố thoát. Liệu thoát nổi vòng tay của Huy không? Rẽ trái. Bắn. Ôi trời ơi. Thằng Huy. Phế vậy. Cây quá lực ơi. Súng này phải 2 viên phải chết. Là cũng đã ở Mỹ nên cũng lắc. Lên tiếp làm trọng tài đi. Ai làm trọng tài đây? Đây là tôi. Vậy, nhau làm. Anh em đâu rồi? Chuẩn bị. Anh thủ nha, tôi lên nha. Nào, nghe tiếng lựu đạn nhá. Cái lựu đạn này, chạy nhá, nổ xong chạy luôn. Trời ơi, đẳng cấp phải không?
Tiếp rồi, mẹ thấy tiếp nhá. Để chạy lên này. Rồi đến là ai đấy? Ơ. Tiếp lên, tiếp lên. Ờ tiếp nha, ok. Rồi giờ đến OT đi. Giờ đến OT lên đi. Trọng rồi. Ừ. Nào, nghe lưu đạn xong chưa? Ném này. Ném đi. Lên đi, lên OT. Ok, 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 ok. U sập bồn. Bạc ai sẽ lấy được trước đây? U sập bồn, u sập bồn, Anna có đòn. Ở lại đấm nhau luôn. Kinh đại, đấm xong thế. Đấm, ô đấm trượt rồi. Anh Lực đang chạy được và qua được cửa ải cuối cũng đây. Ây! Khó lắm. Mẹ khó lắm trông thế thôi. Tiếp này. Rồi, lại để tôi lên vậy. Để tôi lên tôi gỡ hòa. Rồi. Đứng ở vạch đi. Ném lưu đạn đây. Đang ở vạch rồi. Ơ vãi sao lại lưu đạn gì chưa? Lưu đạn nổ đâu. Lưu đạn đây. Thầy đó. Thầy đó. Thầy đó. Mẹ. Bắn một phát cảnh cáo này. Chơi bẩn vậy. Cái kia em bắn. Chạy lên trước. Cái kia em bắn. Chơi bẩn. Xong rồi, bên kia qua rồi. Không, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Bên kia ai lấy, ai cho lấy lựu đạn giả chưa? Rồi, phạt rồi, phạt rồi, phạt rồi. Cố lên OT. Lực đâu rồi? Lực trước mặt nha. Rồi, đông kia cơ mà. Sao qua được? Rồi xong rồi, dính rồi, thôi nằm đất rồi. Nằm giấy. Nằm đất rồi, xong rồi. Đội tím đã lấy lại được vali và... Đâu rồi? Tào lấy được cái ông để tôi biết. Lực lực đi, lực. Lực. Bắn bắn bắn. Một phát nữa. Ủa, xong rồi. Nó nhanh quá. Nó chạy một mạch luôn. Khẩu này khó bắn lắm. Phải bắn từ xa. Ấm ấm phải đi tiếp rồi. Không lưu đạn fake nhá. Tào ném này. 1 2 3 chuẩn bị. Tiểu lưu đạn. Lên 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 lên. Rồi sau rồi, đội tím lấy được vali rồi. À không, đội đang lấy trước và A Hùi đã anh nhận đi. Usambon, Usambon. A Hùi. Usan Hùi đang chạy đâm đầu từ đâu trước. Rất xích sắc. Anh ta đang chạy lên, chạy xuống, chạy ngược, chạy xuôi, chạy chéo, chạy ngang. Chạy. Ủa sao vậy? Usan Hùi. Usambon. Tiếp nào. Rồi. Thôi để tôi đi. Ông đếm nhiều rồi, ông nói nhiều rồi. Rồi nốt phát nữa này. Ném lưu đạn nữa đấy. Đó. Cái gì đấy? Hết giờ rồi. Anh thua. 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 Thắng à? Thua 2-3. Ủa sẵn. Đây, bây giờ là chắc là hiệp đấu quyết định nhanh. Hạng 2 rồi, thua rồi. Ơ, phải có bên kiểu có match winner cơ thì... Đúng rồi, bao giờ nó kiểu nó à? Ra cái ăn mừng ấy. Đây, tiếp nào. Chắc là rao cuối đây. Huy nha, Huy nha. Trọng tài lên trước à? Huy để tôi trọng tài cho. Rồi. Lên trước đây. Lên trước ném đủ đạn đây. Nghe còi ghét. Tôi lần trước. Lên trước. Lên trước okay, tôi ở dưới canh. Ném nết này. Đó, oh, what the fuck. Ồ chạy ấy, chạy ấy. Nhiều lưu đạn phách chưa? Ông làm cho tôi vậy? Nhiều lưu đạn phách chưa? Cố lên, chạy đi OT, chạy đi. Đang dữ quá, lực dữ quá. Đúng rồi, chạy luôn. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Phòng thủ. Phòng DP. Hai thằng chạy. Ui nó chơi chiến thuật đâu ấy, nó chơi chiến thuật không biết. Đây rồi. Đây rồi. Thằng lực. Nó chơi chiến thuật mẹ. Phun công à. Đợi trọng tài tiếp nào. Ờ chiến thuật gì cũng hay ha. Ừ. Áp dụng đi. Đây, bây giờ như là bây giờ mình phải lấy được trước đã. Chờ tín hiệu của lưu đạn nhá. Giết được nó trước. Rồi chạy. Đã thấy phun công luôn, anh em phun công luôn. Phun công, lại phun công. Ấn ép mà thả lại. Okay, okay. Thả lại vali. Đang. Căn chỗ này. Tan sen nhé. Có mày cái thái rồi, Chạy lên Veric nghe. Rồi, bắn nhầm rồi. Lên. Tan sen. Ok. Thằng lực nó có cái vali mà nó không biết. Thằng
nổi chứ. vừa nhặt được mà. Trận đấu rất căng thẳng. Ôi, tốt. Đây rồi. Hay lắm. Cướp bóng ngay sát. Nào lên lên trọng tài trước đi nhanh. Đây tôi. Cứ chiến thuật phun công, anh em lên hết. Phun công. Phun công. Tù nha, chưa ném nét đâu, chưa ném nét đâu. Rồi. Nghe tiếng nổ này. Rồi. Chạy đi. Chính thuật phun công. Phun công đi. Thằng kia nó vẫn chơi chiến thuật cũ. Đấy. Em được package chưa? Chắc lực kia. Thôi rồi. Rồi ôi. Hai ông chạy. Cầm lục. Mẹ hai thằng đi qua nếu thằng nào biết. Hai ông nổ. Hai thằng đi qua không thằng nào biết. Mẹ. Thua. Nghe tín hiệu nhá. Được, chưa được. Rồi. Chạy lên. Rồi, quả này là lấy trước rồi. Lực zombie. À, lấy. Yeah. Rồi, ok. Ủa sao thái như nào vậy? Net. Hay. Ui, chiếc kia. Rồi, cố lên. Hả? Rồi, ok. Này. Ô, bên lực cao lực ơi. Hay, ok. Lực cao. Mẹ, ông cứ thả làm gì, nó nhặt được là đúng rồi. Cứ thả nó béo gì. Thả đúng tội. Cứ thả nó chạy được. Thả. Bắn độ rồi. Mẹ, OT bắn độ rồi. Bắn độ. Ào. Ôi chết đi, trọng tài chết. Trọng tài. Lên. Lực lấy được trước rồi. Đúng rồi đi. Thằng Gavi chơi bẩn. Solo. Hồi nãy ai là đồng tài vậy? Tôi. Bà nói chứ. Ok. Thằng Javi bắn chết ở đây này, không ai nói thôi. Rồi, ok, lock. Cố lên, lock. Cố lên. Xoay treo lên. Ê, đấm trước. Tự nhiên treo lên, thằng ấy điên mãi. Javi có nha. Javi có. Đây. Javi là thằng có bóng ấy. Ô tê. Bên trái bên phải. dính rồi. Bên trái không? Đây rồi, ơi đây. Bắn được. Ôi trời ơi. Ôi shit, bắn trượt. Cái bắn khó quá. Rồi chứ. Ô trọng tài bị. Phải tôi lên cướp luôn đi. Hết giờ rồi. Nếu vậy chứ chẳng rồi hả? Cướp luôn. Lấy cái sao loser nữa. Ông bao nhiêu tiền? 39,000 chứ. 28. Là nhiều người á là mình phải hơn. Tôi 39,000 mà. Mấy cái thua. Còn là cuối hết giờ phải cướp luôn cả ba thằng lên. Đấy, bên nó thắng rồi. Ma thảo móc cướp mũi gớm vậy. Móc sầm 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 sầm.